Năm 2019 có 134.000 doanh nghiệp thành lập mới, nhiều hơn 2018 khoảng 7.000 doanh nghiệp. Mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp năm 2020 khó hoàn thành. Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2019 số doanh nghiệp giải thể ước đạt 80.000, giảm gần 10.000 doanh nghiệp so với năm trước. Như vậy, cứ một doanh nghiệp giải thể có gần 2 doanh nghiệp khác gia nhập thị trường. Nguyên nhân khiến số liệu doanh nghiệp giải thể vẫn ở mức cao, phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, môi trường kinh doanh, quá trình thanh lọc tự nhiên của thị trường, quá trình chuẩn hóa dữ liệu của cơ quan quản lý. Trước đó, theo số liệu tại sách trắng về doanh nghiệp Việt Nam năm 2019, tính đến hết tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 714.000 doanh nghiệp. Như vậy, với lượng tăng thêm thời gian qua, mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 khó có thể hoàn thành.